Một bác sĩ ở New York thử nghiệm dương tính với Ebola. Một bác sĩ ở thành phố New York thử nghiệm dương tính với Ebola hôm thứ Năm 23 tháng 10 sau khi trở về từ Tây Phi. Vị bác sĩ tên là Craig Spencer, 33 tuổi, từng làm việc cho tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới và điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Guinea. Trong buổi họp báo chiều ngày thứ Năm, thị trưởng New York, ông Bill de Blasio cho biết bác sĩ Spencer đã được đưa vào bệnh viện Bellevue và ông trấn an người dân New York không nên hoảng sợ. Ông Spencer bị sốt và có một triệu chứng đường ruột. Một toán nhân viên y tế được huấn luyện đặc biệt và mặc đồ bảo hộ đã đưa ông từ căn chung cư ở Manhattan để đến bệnh viện Bellevue vào sáng ngày thứ Năm. Thống đốc Andrew Cuomo cho biết ông Spencer đã tiếp xúc trực tiếp với 4 người và các giới chức y tế đã cách ly 3 người bạn, trong đó có vị hôn thê của ông. Người thứ tư là một tài xế taxi được cho là không có nguy cơ nhiễm Ebola từ ông Spencer. Trường hợp Ebola đầu tiên được xác nhận tại thành phố đông dân nhất Hoa Kỳ đã một lần nữa làm bùng lên những lo ngại về loại siêu vi trùng đã giết chết gần 4.900 người, hầu hết là ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Từ đầu tháng 8 đến nay, thì tại Hoa Kỳ đã có 9 trường hợp Ebola.